Rồi. À, giờ coi 5 phút nha. Giờ chúng ta đây tập căn 1 ha. Gấu gấu quấn đồng hả? Rồi, cái bài này để biết để ý này nè. Đó là 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 tùm 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 tùm. Cái tiết tấu chủ đạo của nó cái cả bài để ý thầy ha. À, căn rưỡi đầu tiên à, cả bài luôn á, nói chung là cả bài nó sẽ là thứ 10 để ý này nè.
À, có thể phải dễ rồi. Một rồi đó, nên để ý nha. Ý lại giờ thì không có nói lại nữa nha Phúc nha.
hãy đến là ô số 40. Ô số 40 nha. Yeah.